Chào tất cả các em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em qua một cái trường mới, đó là trường Logo. Và hôm nay chúng ta sẽ làm quen với một cái phần mềm mới, phần mềm lập trình ở mức cơ bản thôi. Và chúng ta sẽ học cái bài đầu tiên là bài 10, các lệnh vẽ cơ bản. Và sau khi chúng ta học xong cái bài học này thì chúng ta sẽ biết được một số các cái câu lệnh đơn giản để vẽ được hình trong logo. Và chúng ta sẽ đi vào hoạt động số 1, đó là làm quen với phần mềm logo. Đây là cửa sổ Windows Explorer của chúng ta. Và để khởi động được logo thì các em chú ý cho cô cái biểu tượng phần mềm MSW logo. Và chúng ta sẽ click đúp chuột vào để khởi động phần mềm logo. Ở đây chúng ta sẽ thấy cửa sổ xuất hiện. Và chúng ta sẽ nhấp vào cho cô cái chữ OK. Và đây là giao diện của cửa sổ. Cô có thể phóng to lên để cho các bạn nhìn rõ hơn. Đây là cửa sổ của logo. Đây là một cách khởi động. Cách khởi động thứ hai, nếu trong trường hợp mà các bạn không nhìn thấy cái biểu tượng ở ngoài này thì chúng ta có thể vào cửa sổ Windows Start, chọn On Program, chọn, chúng ta kéo cái thanh chuột xuống. Các bạn để ý cho cô nhé, khi chúng ta nhích vào On Program và kéo xuống thì chúng ta sẽ thấy cái giao diện, đó là Microsoft Windows Logo. Và chúng ta click vào Microsoft Windows Logo, chúng ta click chuột vào đây. Rồi cũng tương tự như vậy, nó sẽ xuất hiện cho các bạn một cửa sổ và chúng ta click OK. Và giờ chúng ta sẽ tìm hiểu giao diện của MS Logo. Đã phóng to cái màn hình MS Windows Logo. Và chúng ta sẽ tìm hiểu từng cái chức năng. Thứ nhất đó là gì? Đây là cái menu tiện ích của chúng ta, đó là File, Bitmap, Save, Zoom và Help. Tiếp theo chính là khung trang giấy vẽ. Các bạn sẽ thấy có một cái khung trang giấy vẽ như thế này. Bộ phận tiếp theo đó là các bạn quan trọng, đó là chính là cái bút vẽ. Tức nghĩa là chúng ta phải xác định được là cái bút vẽ của chúng ta đang vẽ cái gì, vẽ đi đâu. Tiếp theo đó là cửa sổ lưu lệnh người dùng. Đây là cái cửa sổ sẽ giúp cho các em biết được cái vị trí là các cái câu lệnh chúng ta đã đánh cái gì vào trong này. Và nó sẽ lưu cho các bạn. Đây chỉ là lưu tạm thời thôi nhé các bạn, chứ nó không có lưu cái câu lệnh khi mà các bạn lưu bài. Thì đây chỉ là cái nơi nó lưu lệnh khi mà chúng ta thực hiện đánh lệnh và nó lên trên đây để cho chúng ta thấy thôi. Tiếp theo đó chính là cửa sổ nhập lệnh điều khiển. Nơi này là nơi để cho các bạn có thể gõ những cái câu lệnh vào trong này. Và chúng ta có một số các cái nút lệnh xử lý nhanh về phần mềm logo. Đó, những cái nút lệnh ở phía dưới, nút lệnh xử lý nhanh. Chúng ta quan sát tiếp cho cô, khi mà chúng ta gõ một cái câu lệnh trong cái cửa sổ lệnh. Cô ví dụ như chúng ta gõ chữ FR. Chúng ta chưa có học cái gì về lệnh hết thì chúng ta gõ một cái câu lệnh. Các bạn sẽ thấy rằng ở đây nó sẽ xuất hiện cái câu nói, đó là I don't know how to FR. Tức nghĩa là gì? Mình không hiểu bạn đang gõ cái chữ gì. Và hay là có nghĩa là mình không có hiểu được là cái câu lệnh bạn gõ ở đây là chưa có chính xác. Đó, câu lệnh ở đây chúng ta gõ chưa chính xác. Như vậy ở đây nó sẽ báo lỗi cho chúng ta điều đó, để các bạn lưu ý. Như vậy câu lệnh mà để cho cái bút vẽ chúng ta thường có cú pháp như sau. Chúng ta sẽ xóa, delete. Chúng ta sẽ có cú pháp đó chính là tên câu lệnh, sau đó là đến giá trị số. Các bạn lưu ý cho cô này, ở cái phần cái cửa sổ lệnh của chúng ta thì khi mà chúng ta thực hiện gõ, chúng ta sẽ có cú pháp đó là gì? Tên của câu lệnh, sau đó các bạn đánh dấu cách ra, sau đó là giá trị số. Rồi chúng ta nhấn cho cô phím Enter để thực hiện cái câu lệnh ở phía trên. Chúng ta sẽ qua hoạt động số 2, đó là làm quen với một số lệnh vẽ cơ bản. Thì ở đây chúng ta, cô đã có cái cửa sổ câu lệnh rồi. Thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn. Thứ nhất đó là lệnh vẽ nét thẳng. Chúng ta có forward,
các bạn lưu ý cho cô forward, chúng ta có câu lệnh forward, số bước vẽ. Như vậy là chúng ta sẽ cho cái chỉ số chúng ta cần bước lên là bao nhiêu bước. Các bạn ở đây cô ví dụ như là forward, cô sẽ gõ là forward 50. Rồi các bạn quan sát khi cô nhấn enter thì như vậy là số bước vẽ của cô đã bước lên là 50 bước. Tương tự như vậy khi click chuột vào forward 50 và cô lại tiếp tục nhấn enter thì cô lại vẽ thêm 50 bước nữa, và cô lại click chuột vào cái khu vực chỗ mà cái dòng lệnh chúng ta đang có này. Khi chúng ta click vào đây thì nó tự là cái câu lệnh, cái phần lưu câu lệnh sẽ chuyển xuống cái phần gõ câu lệnh và sẽ y như vậy, và chúng ta chỉ việc nhấn enter thôi. Như vậy là cái hình chúng ta đã tiếp tục lại được vẽ thẳng lên. Như vậy từ nãy tới giờ cô đã thực hiện 3 cái câu lệnh, tức nghĩa là cô đã bước lên 3 lần, mỗi lần là 50 bước. Và ngoài cái chữ forward đây, chúng ta còn có một cái cú pháp viết tắt, đó là thay chữ forward bằng, chỉ cần chúng ta gõ tắt, đó chính là FD, và chúng ta có FD50. Thì như vậy là cô lại tiếp tục vẽ thêm được 50 bước nữa. Thay vì chúng ta gõ đầy đủ thì chúng ta có hai cách, đó là chúng ta có thể viết forward đầy đủ, và thứ hai nữa là chúng ta viết FD như bình thường. Bây giờ chúng ta sẽ qua một cái câu lệnh tiếp theo. Chúng ta có cú pháp đó là write số góc quay. Như vậy đối với cái câu lệnh write, các bạn chỉ việc viết write, sau đó các bạn cho các bạn là cần quay hướng bên tay phải là một góc bao nhiêu độ, thì chúng ta sẽ cho cái con rùa nó đi chừng đó. Bây giờ các bạn xem cái ví dụ của cô nhé. Các bạn thấy con rùa của cô là cái mũi tên nó đang đi thẳng. Bây giờ cô cho right 90. Để các bạn quan sát khi cô nhấn enter xem điều gì sẽ xảy ra nhé. Như vậy là các bạn thấy cái con rùa của cô nó đã quay qua một góc bên phải. Và bây giờ cô lại biết bước tiếp về phía trước là 50 bước chẳng hạn, FD50. Thì các bạn thấy là con rùa của cô nó đã đi qua một bước 50. Và bây giờ cô lại tiếp tục với lệnh right 90. Và cô, các bạn để ý cho cô là cô vừa mới click chuột lên right 90. Và bây giờ cô nhấn phím enter. Thì các bạn đã thấy là cái con rùa của cô lúc này nó đã đưa cái mũi tên đi xuống dưới. Và cô tiếp tục thực hiện nó FD. Bây giờ cô không cho là 50 nữa, bây giờ cô có thể cho nó là 200. Rồi các bạn quan sát tiếp cho cô nhé. Như vậy là các bạn thấy là khi mà cô để FD200, cô bước xuống, như vậy là con rùa của cô đã bước về phía trước của nó chính là 200 bước. Và bây giờ cô quay tiếp. Ngoài cái cú pháp đó là write thì chúng ta có thể viết tắt nó là RT. Thay vì chúng ta lấy viết đầy đủ chữ write, chúng ta có thể lấy chữ cái đầu và chữ cái cuối RT90 và chúng ta quay. Các bạn thấy con rùa nó đã xoay, nó đã xoay rồi. Và bây giờ chúng ta chỉ việc đánh cái câu lệnh FD50 thôi. Thì các bạn quan sát xem hình của chúng ta điều gì sẽ xảy ra nhé. Các bạn thấy là sau khi cô sử dụng hai cái cú pháp câu lệnh đó là FD và RT thì cô đã vẽ xong được một cái hình chữ nhật. Và các bạn thấy là bây giờ chúng ta đã lưu cửa sổ lệnh của chúng ta đã lưu rất là nhiều các cái câu lệnh này. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ qua cái hoạt động số 3. Các bạn sẽ khám phá tiếp cho cô một cái lệnh đó là xóa cái giấy trắng. Chúng ta có câu lệnh đó là clear screen. Các bạn chỉ cần gõ clear screen hoặc là các bạn viết phím tắt, đó chính là chữ cờ của clear và screen. Đó. Thì, tức nghĩa là chữ CS thì chúng ta sẽ có lệnh xóa trắng cái màn hình, và các bạn sẽ xem ví dụ của cô nhé. Đây các bạn sẽ trở lại với màn hình, các bạn thấy chữ clear screen. Rồi khi cô nhấn clear screen thì các bạn sẽ quan sát cho cô này. Cô nhấn enter thì các bạn thấy cái khu vực giấy của chúng ta đã không còn cái hình chữ nhật nữa, đó chính là câu lệnh clear screen. Rồi cô ví dụ như cô gõ tiếp thêm một cái đường thẳng, thay vì cái câu lệnh clear screen, cô có thể gõ xóa cái chữ cái đầu, xóa những cái chữ thừa của clear và screen, thì cô để lại được hai chữ cái đầu, đó chính là CS của đầu của clear và screen.
CS. Như vậy là chữ viết tắt của Clear Screen câu lệnh chính là CS. Thì các bạn để ý, lưu ý cho cô, CS thì chúng ta cũng có thể là xóa nó đi. Đó. Em sẽ tiếp tục quan sát ở hoạt động số 4, trải nghiệm. Như vậy là chúng ta đã vừa làm quen được với các cái câu lệnh, và bây giờ nhiệm vụ các em sẽ là quan sát các cái hình vẽ, và chúng ta sẽ tập thực hành để vẽ lại được tất cả những cái hình như thế này. Thì các bạn để ý là chúng ta để ý cho cô, đây là hình vuông đúng không? Thì như vậy là chúng ta sẽ bước thẳng về bước góc bao nhiêu đó, bước bao nhiêu đó, sau đó chúng ta quay 90 độ, chúng ta lại bước tiếp, sau đó chúng ta lại quay 90 độ, chúng ta bước tiếp và bước tiếp. Các bạn để ý cho cô, cái này cũng tương tự như vậy, chúng ta có thể bước lên rồi chúng ta bước về lại, chúng ta đi qua, chúng ta bước về lại, chúng ta bước đi qua, chúng ta bước về lại, chúng ta bước xuống rồi chúng ta bước về. Đó là cách mà chúng ta có thể vẽ tương tự cái bậc thang cũng như vậy. Và bây giờ các bạn thử cùng thực hành với cô nhé.